Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sao TV. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc của chị Kim Hà cũng như là vụ việc của tập đoàn Xà Lan. Thì ngày hôm nay em tiếp tục cập nhật một số những thông tin mới nhất và liên quan đến cái vụ việc này để có thể là gửi đến cho tất cả quý vị khán giả, bởi em cũng biết rằng thì đã hơn 7 tháng trôi qua rồi và cái vụ việc của chị Kim Hà thì không có cái thông tin nào nó gọi là sáng tỏ và có kết quả trong vụ việc này, nên là rất nhiều quý vị khán giả cũng cảm thấy rằng là đã bỏ cuộc rồi và không còn theo dõi vụ việc của chị Kim Hà nữa, nên là em vẫn sẽ làm một vài cái video nữa để có thể là chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Nếu như quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ thì em vẫn sẽ cập nhật những thông tin, còn nếu như tất cả mọi người không ủng hộ dừng lại thì em cũng sẽ không cập nhật thông tin về cái vụ việc này nữa. Đó, thì bây giờ em sẽ cho tất cả mọi người cùng nghe cái bằng chứng mà em đã tìm được. Thì sau 12 ngày thì chị cũng đã thi thể của chị cũng đã tìm thấy như cả nhà. Mọi người nghe nha, mọi người nghe nha. Chết rồi. Đó, một câu nói của anh Tuấn rất là nhỏ là ma chết rồi, nổi lần phần lên rồi. Mọi người nghe nha. Đó, một cái câu nói của anh này khi mà chị Kim Hà đã nổi lên là anh nói rằng là ma chết rồi, nổi lên lần phần lần rồi. Đó, thì em hỏi tất cả mọi người là tại sao khi mà tìm thấy vợ mình mà lại không vui vẻ gì hết mà lại nói ra câu nói này với quý vị. Cho mọi người nghe lại này. Đó, mọi người có nghe không? Có nghĩa là một cái câu nói trong cái lúc mà anh em đang chia sẻ là 12 ngày mới tìm được chị Kim Hà, thì em còn có một cái bằng chứng nữa là khi cái anh này gọi Dượng Chín ấy để lên cái xà lan của Dượng Chín lấy nha, thì anh em có ngỏ ý là để cho em lên cái xà lan đấy cùng. Thì anh này anh nói là không biết Dượng Chín Dượng ấy cho không nữa. Có nghĩa là anh này chỉ muốn một mình anh ấy lên mà không muốn ai lên cùng anh. Thì cho tất cả mọi người cùng nghe cái bằng chứng này. Vụ việc này vẫn đang được rất nhiều quý vị khán giả quan tâm nha. Nên là em vẫn sẽ cập nhật. Nếu mấy ông qua xà lan tôi kêu con Dưỡng cặp vô mới qua xà lan luôn. Xà lan Dưỡng đang chạy xuống. Ông đang ngồi vậy chạy xuống không? Không, xà lan này cũng dưỡng, xà lan em hư rồi. Không, chạy xuống xà lan đi, em lên xà lan đi. Thôi, tôi không chịu không nữa. Đó, lúc anh này thì nói rằng là anh em mày lên trên xà lan của Dượng Chín. Nhưng mà khi anh em nói là để em cũng lên trên đấy em quay luôn, thì anh này lại nói là không biết ông ấy có chịu không nữa. Thì em hỏi tất cả mọi người là trong cái vụ việc này, tất cả chúng ta cũng chỉ có gọi là nghi ngờ những cái lời nói, những câu nói của anh này mà nói trong cái lúc mà chị Kim Hà đã nổi lên. Cũng như là rất nhiều video anh em đã phân tích rằng là tại sao khi mà chị nổi lên ấy thì anh này lại không vui mừng, anh này lại không cảm ơn cái người mà đã tìm thấy vợ anh, mà lại quay lại là nó có những cái lời trách móc. Đó, trách bà Thủy là tại sao cho chị Kim Hà nổi lên. Thì em vẫn nói với tất cả mọi người rằng là đến bây giờ ấy đã trải qua hơn 7 tháng rồi, cái kết quả của việc chị Kim Hà này nó rất khó để có thể là làm sáng tỏ. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta đã biết rằng là đến bây giờ chúng ta không có cái bằng chứng nào nữa hết. Ngoài những cái câu nói này ra thì chúng ta chả còn cái bằng chứng gì về cái vụ việc của chị Kim Hà nữa. Thì em hỏi tất cả mọi người, cái vụ việc này là nó liệu có sáng tỏ được hay không? Có nghĩa là đến bây giờ không còn cái bằng chứng nào khác cả. Từ cái gì đã neo, cái gì đã giữ chị Kim Hà, rồi là trên xà lan đó nó có cái gì mất hay không, nó có thiếu cái gì hay không, rồi là cái cặp bình mới mà mua để thắp sáng nó ở đâu. Thì em vẫn nói với tất cả mọi người, em cũng vẫn có một cái thắc mắc là tại sao khi chị Kim Hà ra đi thì cặp bình nó gần hư thì anh này lại phải mua thay lúc đúng cái lúc mà chị Kim Hà nhảy xong chưa tìm thấy. Có nghĩa là lúc đó anh này không có tiền, chỉ còn đúng 200 ngàn à, anh này phải đi mượn tiền để mua một cái bình mới về thắp sáng để kiếm chị Hà. Mà dì Năm thì lại nói rằng ấy, anh đi mua cặp bình mới này về để thay cho cái cặp bình gần hư. Đó, thì chúng ta cũng chưa biết cái cặp bình gần hư ra đó ở đâu. Đó, em nói mọi người, cái vụ việc này đã xảy ra ở đây là hơn 7 tháng rồi. Bây giờ chúng ta biết tìm cái bằng chứng ở đâu nữa, đúng không? Thứ nhất là cái dấu vết trên xà lan ấy đã sơn lại hết rồi, từ màu vàng sang màu xanh rồi, khó kiếm. Cái thứ hai
là xà lan đã rời ngay khỏi hiện trường lúc chị đã nổi lên. Có nghĩa là lúc này thì em nói mọi người là xà lan bị hư, nên là dựng 9 với dựng 10 kè đi sửa, nhưng mà cũng chả biết sửa ở đâu. Rồi thêm là không có xác định được là trên cái xà lan đó nó có cái khúc láp nào hay không. Bởi vì là theo cái anh mà đi mua xà lan ấy thì anh ấy nói vậy thôi, chứ chúng ta đâu có ai nhìn thấy, không có xác định được. Em chỉ có nói với mọi người rằng ấy là cái cặp bình cũ nó gần hư, anh này đi mua cặp bình mới để thay. Thì cái này á là nó dựa theo lời nói của dì Năm, chứ chúng ta không chả biết được cái này nó thực hư ra sao. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là có nhiều quý vị khán giả có nói với em rằng ấy, vụ việc này chắc chắn là không, sẽ không chìm xuống đâu. Bởi vì là gia đình bên chị Hà ấy cũng đã đi khắp nơi rồi. Nghe đâu ấy, em nói mọi người rằng ấy là bên phía chị Hà ấy, cũng tiếp tục là đi từ ngoài Cần Thơ ra Hà Nội, đi cả quý khắp nơi. Nhưng em nói với tất cả mọi người là đi có đi đâu chăng nữa thì cũng không có bằng chứng. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người rằng là bây giờ gia đình chị Kim Hà có ra đến tận ngoài Hà Nội, thì em hỏi tất cả mọi người cái bằng chứng ở đâu? Nó chỉ là cái sự nghi ngờ là tại sao nằm ở giữa sông Hàm Cống đó mà không nổi lên, tại sao nằm ở đó tận 12 ngày mà lại không trôi đi đâu, và chị Hà đã bị mắc phải cái gì đó, cái gì đã kéo chị Hà nằm ở dưới đó tận 12 ngày mà nó kêu tận một cái hì một cái. Thì cái điều này nó làm cho tất cả chúng ta ở đây vẫn quan tâm và nghi ngờ rằng là nếu như mà chị Kim Hà là không bị mắc phải cái gì, thì một cái dòng sông nó chảy mạnh như vậy, nó chảy xiết như vậy, thì tại sao chị Hà lại không bị chìm? Đó, em nói với tất cả mọi người là đến ngày hôm nay có nhiều cái sự nghi ngờ chúng ta vẫn đưa ra rằng là nếu như ngày hôm đó ấy, mà chị Kim Hà mà không bị hì một cái ấy, thì có lẽ đã trôi đi thật xa rồi. Và nếu như mà chị Kim Hà trôi đi thì nó lại chả có cái câu chuyện để nói đến tận ngày hôm nay. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là đến thời điểm bây giờ thì không còn bất cứ một anh em nào là quan tâm nữa, cũng không còn bất cứ một quý vị khán giả nào còn mong muốn kết quả như ngày ban đầu nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá lâu rồi. Bây giờ mọi người cứ nói rằng là thôi nó sáng tỏ được thì tốt, còn không thì thôi, chứ cái bằng chứng ở đâu nữa. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người á, gia đình của chị Kim Hà thì cũng đã giảm đi cái sức nóng. Thứ nhất là gia đình cũng đã đi quá nhiều, thứ hai là cũng chả có bằng chứng gì, kết quả cũng chả có gì. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người, cái vụ việc của chị Kim Hà bây giờ đến đâu rồi? Vẫn đang điều tra. Thì em hỏi tất cả mọi người là bây giờ, bởi vì là bây giờ nó không có cái bằng chứng, không có vật chứng, thì làm sao mà họ kết tội được, làm sao mà họ kết thúc được, đúng không? Bây giờ em nói tất cả mọi người, gia đình ấy thì mong muốn cái kết quả là tại sao chị Kim Hà lại không trôi mà nằm ở giữa sông, mà cơ quan chức năng thì họ cũng không có cái bằng chứng gì để mà giải thích cái điều này. Thì em hỏi tất cả mọi người là bao giờ mới kết thúc đây? Đó, em hỏi tất cả mọi người là đến bây giờ đã hơn 7 tháng rồi. Từ tháng 3, chị Hà nhảy sông từ tháng 3, từ ngày 26, 25 thì tháng 3, đến tận bây giờ là tháng 10 rồi, gần cuối tháng 10 rồi, mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể tìm được. Bởi vì em nói tất cả mọi người là cái vụ việc này đến ngày hôm nay đã trải qua một cái quá trình rất là dài, đúng không? Chúng ta cũng chỉ biết được rằng là nghi ngờ từ câu nói của dì Năm, câu nói của dì Mười, câu nói của anh Xà Lan. Đó, mặc dù chúng ta đã biết rằng là cái lúc mà chị Kim Hà nổi lên ấy, thì anh Xà Lan anh có nói rằng là chả lẽ nó già dính sao ta, nổi trên nổi chứ có gì đâu. Thì cái câu nói đó nó làm cho chúng ta ở đây là nghi ngờ nhiều nhất. Bởi vì em cũng nói với tất cả mọi người là nếu như mà không có những câu nói này, nó không có những cái hành động đó, thì có lẽ là cái vụ việc này chẳng có ai quan tâm. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là đến ngày hôm nay gia đình của chị Kim Hà, em nói mọi người á, rất là đau buồn. Bởi vì họ không tin là chị Kim Hà là nhảy sông. Nhưng mà em hỏi tất cả mọi người là bây giờ có cách là bằng chứng, cách là tìm ra bằng chứng không? Bằng chứng không có. Đó, có rất nhiều người có nói với em rằng là em cứ cập nhật thông tin đi, mọi người vẫn sẽ ủng hộ em. Nhưng em hỏi tất cả mọi người cập nhật thông tin ở đâu ra, bằng chứng ở đâu ra? Rồi bây giờ cái cách cuối cùng là khai quật mộ để có thể giám định, thì bây giờ cũng không có cách nào khác. Bởi vì em nói với tất cả mọi người bây giờ có khai quật mộ đi chăng nữa thì chúng ta cũng chả làm gì được cả. Bởi vì bây giờ nếu như khai quật mộ mà có cái vết bầm ở trên cổ này, thì em hỏi mọi người là bây giờ cũng có tìm được cái vật neo đâu, đúng không? Không có tìm thấy thì có, nó không đủ vật chứng, và cái thời gian nó dài quá thì nó cũng sẽ hết cái quá trình giải quyết về hình sự. Đó, em nói mọi người hơn 7 tháng rồi, thì bây giờ em nói với tất cả mọi người là bây giờ 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng rồi, làm sao chúng ta đợi chờ được? Gia đình cũng chả thể nào mà theo, em nói mọi người là theo suốt như vậy được. Biết là không tin nhưng mà bằng chứng ở đâu? Rồi chúng ta có ai nhìn thấy anh Tuấn, anh ấy xô chị Hà không? Chả ai nhìn thấy cả, tất cả nó chỉ là sự nghi ngờ. Nên là em nói với tất cả mọi người là bây giờ cái vụ việc này nó đang dần chìm xuồng rồi. Em nói mọi người bây giờ đang dần chìm xuồng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người cũng không có biết xem ở đâu nữa, thông tin không có, kết luận không có, và chị Hà ra đi vì đâu chúng ta không biết.
thì em hỏi mọi người không chìm xuồng thì làm sao, đúng không? Chắc chắn nó phải chìm xuồng, bởi vì bây giờ bằng chứng không có, đúng không? Tất cả những cái gì chúng ta đã phân tích hết rồi, gì năm gì mười dượng mười gì đó báo mộng thì chúng ta cũng đâu có biết được gì đâu quý vị. Đó, gì mười đó là cái người mà báo mộng nhiều nhất, dượng mười cũng cùng với gì mười rằng là nó nằm ở cái đống trà không có đuôi cá, cái bè không có đuôi cá đó, cách cái nhà vệ sinh 4 mét rồi đào tìm mới ở đó. Các bạn tất cả mọi người có thấy gì không? Chả thấy gì hết, nó chả thấy cái gì ngoài lục bình hết. Và chúng ta ai cũng biết là báo mộng ở một nơi nhưng mà tìm thấy ở một nẻo, thì vậy thì chứng tỏ ở đây là chị Hà đã có báo mộng gì đâu có, đúng không? Rồi tiếp tục em nói mọi người rằng ấy, mất cả bao nhiêu tiền để bới lục bình nhưng mà kết quả có không? Không có. Chị Hà cũng chỉ nổi lên ở đúng chỗ chìm thôi. Đó, cái dòng sông nó chảy mạnh như thế nhưng mà chị vẫn nổi lên đúng chỗ chìm, và lúc chìm thì chìm đúng cái chỗ đó. Hì một cái là không biết cái gì nó kéo chị Hà xuống đó 12 ngày. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, cái chứng minh chúng ta là chứng minh cái gì mà kéo chị Hà xuống? Không có bằng chứng gì hết, thì vụ việc nó phải chìm xuống thôi. Đó, đến ngày hôm nay em nói mọi người là đã hơn 7 tháng rồi, nhiều người cũng cảm thấy chán nản quá rồi, ngay cả bản thân em cũng cảm thấy như vậy, bởi vì chả có cái thông tin gì chúng ta chia sẻ nữa, và gia đình cũng chọn cách im lặng, bởi vì gia đình có nói rằng là đến bây giờ thì gia đình sẽ im lặng để cơ quan chức năng họ điều tra, và đến khi nào có kết quả thì gia đình sẽ công bố, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi, chứ còn lại em nói với tất cả mọi người là bây giờ chúng ta có thông tin nữa đâu, đúng không? Cái vụ việc thì nó cũng vậy, nó cũng sẽ nóng một cái thời gian nhất định, và khi mọi người đã không quan tâm nữa thì nó sẽ dần dần chìm xuống. Cái vụ việc nó cũng vậy thôi, không thể nào nó nóng mãi được quý vị, nó không thể nào một cái vụ việc, một cái vụ án nó có thể nóng mát mãi từ năm này qua năm kia được. Mọi người cũng có đau buồn đến đâu, nó có thương tiếc đến đâu thì nó cũng có cái lúc mà chúng ta quên đi. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người bây giờ tin ở đâu nữa mà thông tin, bằng chứng ở đâu nữa mà kết tội. Đó, đây là em cũng nói với tất cả mọi người là em cũng sẽ cố gắng làm sao mà để cập nhật cho mọi người vài tin nữa thôi ha. Nếu như không có thông tin gì nữa thì em sẽ dừng ở đây để có thể là chia sẻ những cái thông tin về cái vụ việc khác. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Chào mọi người nha.